Cô xin phép cung cấp lại toàn bộ một số phương pháp để chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Được chưa nào? Vâng, thế thì cô hay nói với các bạn là gì ạ? Tùy cơ ứng biến. Tức là một số phương pháp mà cô cung cấp ở trên này thì các bạn ơi, tùy vào bài ta áp dụng phương pháp nào phù hợp với bài toán của ta. Đúng không ạ? Và có những bài toán là ta kết hợp được, được chưa? 1, 2, 3 các phương pháp cơ, tức là tùy cách, đúng không ạ? Vào bài toán có thể áp dụng được nhiều cách cho một bài. Ok, vâng. Và phương pháp đầu tiên cô cung cấp cho các bạn, đó là phương pháp sử dụng góc bù. Đó, sử dụng góc bù. Thế thì ở đây là các bạn nhớ cho cô là hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng 180, 180 độ. Và hai góc kề bù cũng có tổng số đo là 180, 180 độ. Và hai góc kề bù tức là nó phải vừa kề, vừa bù. Được chưa? Bây giờ cô Loan có lý thuyết như sau. Nếu có góc ABX cộng với góc XBC bằng 180 độ. Được chưa nào? Thì bạn thấy rằng là hai cái góc của mình đều có chung BX. Đúng không nhỉ? Chung quay tia BX. Đúng không? Thế thì ở đây là hai góc này là hai góc có một cạnh chung. Đó. Và tổng số đo của nó bằng 180 độ. Đúng không nào? Thì dĩ nhiên nó phải rơi vào trường hợp kề bù. Trường hợp.